Xin chào toàn thể các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Trong bản tin chiều ngày mùng 8 tháng 6 hôm nay, như thường lệ, chúng ta sẽ cập nhật tình hình chiến sự mới nhất giữa Nga và Ukraina qua bản đồ chi tiết. Chắc hẳn các bạn đã rất rõ ràng trong chiếc video tối ngày hôm qua, tôi đã phân tích rất kỹ về vụ vỡ đập KaKhovka ở khu vực Kherson, nó đã gây ra thảm trạng như thế nào đối với các công dân ở khu vực hạ lưu của cả hai bên. Tuy nhiên, đây lại không phải là nội dung chính trong video ngày hôm nay, mà trong video này chúng ta sẽ cập nhật những chi tiết mới nhất về tình hình chiến sự giữa cả hai bên sau khi con đập Kakhovka bị vỡ. vào lúc này, tình hình giao tranh chính giữa Nga và Ukraine sẽ nằm ở hai khu vực, thứ nhất là hai bên sườn bắc Mốt thuộc Donetsk và thứ hai, đó là khu vực phía dưới Donetsk giáp danh với cả Zaporiyia. mật độ tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine ở các khu vực này đang càng ngày càng đẩy mạnh hơn. trước khi đi tới phân tích chi tiết về những gì đang xảy ra ở các khu vực này, thì chúng ta quay trở về với cả con đập Kakhovka nơi mà hạ nguồn của nó lúc này đang chìm trong biển nước. Đã có rất nhiều giả thuyết được các chuyên gia đưa ra, nhưng hầu như đều có một nhận định chung là Ukraine có cơ sở nhất để phá con đập này, bởi vì họ cũng là những người ít bị thiệt hại nhất sau khi con đập bị vỡ. Tôi hoàn toàn đồng ý với luận điểm này. Tuy nhiên, tôi muốn bổ sung thêm một số chi tiết. Nhìn thấy trận chiến sự giữa Nga và Ukraine trong mấy ngày hôm nay thì rõ ràng việc Ukraine cho phá con đập Kakhovka. Ý muốn lớn nhất của họ là ngăn chặn các lực lượng vũ trang Nga bất ngờ tổ chức một cuộc phản công để vượt qua con sông Dnipro, tái chiếm phần còn lại của Kherson, nơi mà Ukraine chiếm giữ. Ukraine có ý nghĩ này cũng không sai. Về mặt bản chất, Kherson chính là vị trí địa chiến lược vô cùng quan trọng với cả Ukraine. Họ không thể nào để mất phần còn lại này. Nhưng tại thời điểm hiện tại, họ cũng đang không có khả năng bảo vệ chúng khi mà Ukraine đang phải dồn quá nhiều quân trên các mặt trận ở hướng Donetsk và Zaporizhia. Chính vì điều này, Ukraine mới lo sợ những người Nga đánh úp vào khu vực Kherson, phần còn lại bọn họ chiếm giữ. Những người Nga có thể, nhân lúc Ukraine dồn quân ở hướng Donetsk và Zaporizhia, sẽ cử một cánh quân để vượt sông Dnipro, đánh úp vào Kherson và chiếm nốt phần đất còn lại. Đây chính là lý do Ukraine phá đập. Chỉ có phá con đập, họ mới giành được vô vàn các lợi thế và hạn chế tối đa sự phản công của những người Nga. Con đập bị gỡ cũng có nghĩa là hạ nguồn khu vực Kherson sẽ hoàn toàn ngập trong nước. Và hai cánh phòng thủ của Ukraine và những người Nga sẽ buộc phải rút lui tại khu vực này. Một mặt, Ukraine sẽ không lo lực lượng vũ trang của Nga đánh ngúp Kherson. Mặt khác, các cánh quân của họ đang thủ ở Kherson có khả năng đều đi đến tập trung ở nơi khác để gia nhập vào lực lượng phản công mới của Ukraine. Mà theo tôi nghĩ, cánh quân này cũng không thể nào đi xa được. Họ sẽ không thể tiến lên Donetsk vì quá xa, đi đi về về cũng hết bốn nửa năm. Theo tôi, cánh quân này rất có khả năng sẽ hội quân để gia nhập vào một lực lượng phản công nhằm tấn công nhà máy điện Zaporozhia. Xét về vị trí địa lý, nó khá phù hợp với điều đó. Họ từ hạ nguồn chạy lên thượng nguồn để tấn công vào khu vực Zaporozhia. Nếu như có gì bất chắc ở khu vực hạ nguồn thì họ cũng có thể từ nhà máy điện hạt nhân Zaporozhia kéo cánh quân về để thủ những người Nga phản công. Sự phân tích này của tôi hoàn toàn có cơ sở. Nó dựa theo những dữ liệu vào ngày hôm nay khi mà Nga đã đưa ra những cảnh báo mới nhất cho Ukraine là đừng nên tấn công vào nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của châu Âu. Có vẻ như những người Nga đã đọc vị rất rõ kế hoạch phản công của Ukraine khi mà người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga là Maria Zarakova đã nói trên truyền thông như sau. Ukraine nên biết rằng Nga sẽ đáp trả cực kỳ gay gắt trước bất kỳ cuộc tấn công nào của chế độ kép vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia bao gồm cả việc tấn công vào các cơ sở hạ tầng xung quanh, quanh quan trọng bao gồm cả đường dây cung cấp điện của nhà máy và tất nhiên là mọi thứ khác liên quan nơi mà các nhân viên của cơ sở này và gia đình của họ đang sinh sống Vậy đó, rõ ràng chúng ta không lấy làm lạ khi mà Ukraine dám tấn công vào nhà máy điện hạt nhân này Họ thật sự rất điên cuồng Và hồi năm ngoái, cũng chính pháo binh của quân đội Ukraine đã rất nhiều lần bắn thẳng vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia Thế nên là với tôi sau vụ vỡ đập Kakhovka thì còn cái gì mà chế độ kép không dám Được rồi, trở lại với bản đồ Với chiến thuật phá hủy đập Kakhovka thì khu vực hạ lưu của Kherson sẽ yên ổn trong một vài tháng Chế độ Kiev sẽ không phải lo sợ khi mà bọn họ đang tổ chức những cuộc phản công quy mô lớn ở khu vực Zaporizhia và Donetsk, những người Nga bất ngờ tập kích phần còn lại của Khai Kherson và chiếm luôn. Vậy nên, bây giờ chúng ta tới với những điểm nóng nhất tại hai khu vực này. Vâng, cũng trong một video trước đây thì tôi đã từng công bố những báo cáo của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shogu về những tổn thất vô cùng thảm trọng của quân đội Ukraine tại khu vực Zaporizhia giáp danh với khu vực Donetsk. Gần 4.000 quân nhân Ukraine đã lên bảng điểm số, mà theo chế độ Kiev nói rằng họ chỉ tới đây trinh sát mà thôi chứ không phải phản công. Tuy nhiên, trinh sát kiểu gì mà sau khi gần 4.000 người lên bảng điểm số, họ lại cử hàng ngàn đội quân trinh sát trong ngọc kép để tới nơi đây nói có sách mách có chứng tại hướng nam Donetsk, khu vực giáp danh với cả Zaporizhia. Các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đã cử rất nhiều các xe bọc thép tới khu vực này. Nhưng trinh sát kiểu gì khi mà xung quanh toàn là đồng bằng để cho các UAV không người lái của quân đội Nga phát hiện và theo dõi toàn bộ quá trình hơn 10 chiếc xe chiến đấu bọc thép của chế độ Kiev cùng tổ lái của họ đã bị phá hủy khi mà số xe bọc thép này đã đi vào đúng bãi mìn do những lực lượng vũ trang Nga răng ra. Vâng, vậy là cuộc trinh sát trong ngoặc kép của nhóm thiết giáp được tài trợ từ phương Tây sản xuất đã hoàn toàn trở thành những đống sắt vụn. Hay như ở một địa điểm phản công khác của Ukraine cũng trong khu vực này, họ đang cố gắng điều hai xe bọc thép chở quân tới khu vực tác chiến. Theo video thì hai chiếc xe bọc thép này mang thương hiệu Mastiff của Anh, nhưng cũng giống như là chiếc video trước, chúng đã nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của những người Nga. Hai chiếc xe bọc thép đều đã bị trúng tên lửa chống tăng, trong đó có một chiếc hoàn toàn không còn động tĩnh nữa chiếc còn lại bốc khói nghi ngút và binh lính trong đó lũ lượt chạy trốn ra kết quả là gì kết quả là những người này đã bị lực lượng vũ trang của nga bắt giữ và chúng ta có tiếp tục video thứ ba nơi mà những người này đang nói về cái cách mà họ được chỉ huy họ đều tới đây theo đó những quân nhân này thuộc về lữ đoàn 37 của lực lượng vũ trang ukraine họ nói rằng phía trên tức là chế độ kiev đã mệnh lệnh cho họ hãy đến đó đi không có ai ở đó đâu yên tâm mà họ không hề hay biết rằng mình đã bị điều tới nơi nóng nhất của chiến tuyến đó là nơi mà ukraine đang tổ chức những cuộc phản công các chỉ huy từ kiev rất nhiều lần nhấn mạnh với chúng tôi rằng hãy cứ xông vào các ngôi làng các lực lượng vũ trang của nga đã rời khỏi đó và mọi người chỉ cần đến đó là có thể chiếm các ngôi làng luôn vâng giờ chúng ta có thể hiểu tại sao hai chiếc xe bọc thép dùng để chở quân không hề có các phương tiện hỗ trợ ngây ngang đi vào làng như chỗ không người để rồi ăn tên lửa chống tăng của những người nga Mấy ông Nga bây giờ toàn chơi bài vừa đánh vừa rút có nghĩa là họ sẽ có một khoảng thời gian liên tục giao lưu đạn pháo với cả lực lượng vũ trang Nga Xong dần dần tỏ ra thất thế khiến cho lực lượng Ukraine tưởng rằng mình đang chiếm thế chủ động và những người Nga sau đó làm sao sẽ rút lùi để bố trí những cái bẫy dập Khi quân đội của Ukraine tiến lên cử những đơn vị trinh sát tới các khu vực mà những người Nga đã rút để do thám thì câu chuyện sẽ trở thành những gì mà các binh lính Ukraine đang kể cho chúng ta nghe những người lính Ukraine này liên tục phàn nàn rằng họ không hề nhận được bất kỳ một cảnh báo nào về một cuộc tấn công của những người Nga. Họ chỉ được mệnh lệnh cứ tiến lên đi, không có ai ở đó. Nhưng sự thật là súng cối luôn hoạt động trên đầu của bọn họ và máy bay không người lái của những người Nga thì liên tục bay vo ve xung quanh. Rõ ràng, đoạn video trả lời của các binh sĩ Ukraine đã cho thấy chế độ ở Kiev đang có rất nhiều vấn đề về một cuộc phản công trong hiệu quả của họ chiến thuật của Kiev cho tôi một cảm giác rằng nó chẳng có chiến thuật gì, cứ kiến nhiều thì sẽ chết vòi. Ở một số khu vực phản công, họ đang cố gắng sử dụng rất nhiều nhân sự để bù đắp những thiếu thốn về khí tải với cả lực lượng vũ trang Nga. Đây rõ ràng là một chiến thuật nướng quân, nhưng nó lại hiệu quả về mặt truyền thông đối với cả Ukraine và một phương Tây tập thể. Đơn giản là nhiều người thì Ukraine có thể dễ dàng lấy một số phần lãnh thổ hơn. Để rồi sau đó tuyên bố trên các phương tiện truyền thông rằng Cuộc phản công của mình vô cùng hiệu quả. Hôm nay chúng tôi đã lấy được bao nhiêu mét vuông lãnh thổ. Ngày mai chúng tôi dự định lấy thêm bao nhiêu mét vuông. Những người Nga đã phải khốn khổ và bỏ chạy ra sao. Bla bla bla. Nhưng có một điều chế độ Kiev không bao giờ nói cho chúng ta rằng để có thể lấy được một mét vuông lãnh thổ, họ đã phải tổn thất bao nhiêu quân. Và những người Nga để rút lui khỏi một mét vuông lãnh thổ, họ đã lấy đi bao nhiêu quân của chế độ Kiev. Chẳng phải trong chiếc video ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng của Nga là Shogu đã cho chúng ta một con số chính xác nhất về tổn thất của cả hai bên hay sao? Ukraine phản công trong hiệu quả chiếm được một số km vuông lãnh thổ trong 72 giờ họ mất 3.700 quân trong khi các lực lượng của Nga thì phòng thủ và rút lui khỏi một số khu vực thì họ tổn thất khoảng 71 quân có nghĩa là cứ một quân nhân Nga nằm xuống thì có ít nhất 50 quân nhân Ukraine đi theo sau Vậy câu hỏi được đặt ra là để Ukraine có thể hoàn toàn giải phóng các phần lãnh thổ đã mất của mình thì họ cần bao nhiêu người ở đây Tôi nói điều này để cho các bạn thấy được tính bất khả thi trong tuyên bố của chế độ Kiev về việc họ sẽ chiến thắng hoàn toàn các lực lượng vũ trang Nga Tôi xin nhắc lại, chiến thắng mà chế độ Kiev nói là họ sẽ hoàn toàn giải phóng 5 khu vực lãnh thổ, đó là Crimea, Kherson, Zaporizhia, Luhansk và Donetsk. Thưa hỏi để làm được điều này thì bao nhiêu người dân Ukraine sẽ phải ngã xuống đây? Tôi không muốn biết và cũng chẳng muốn biết, bởi vì thực sự là chế độ Kiev hiện tại đang rất điên cuồng. Họ sẵn sàng làm tất cả những gì mà một phương Tây tập thể mong muốn. Đập Kakhovka họ còn dám phá thì họ sợ hãi quái gì việc không phá luôn nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Được giờ chúng ta tiếp tục trở lại với bản đồ chiến sự. Khu vực giao tranh nóng nhất vào lúc này, theo tôi đó là ở hai bên sườn Bắc Mút. Ukraine đang cho thấy họ đang tập trung rất nhiều quân lực, tài lực, khí lực ở vào nơi đây. Ở sườn phía dưới Bắc Mút, tức là khu vực cả quân đội Ukraine liên tục dồn quân và nã pháo vào khu vực này. Họ đã có những bước tiến, dồn ép rất lớn đối với các lực lượng vũ trang của Nga. Tuy nhiên, theo chính bản đồ chiến sự do Ukraine cung cấp, thì ba cánh quân của Nga là lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 4, lữ đoàn bộ binh cơ giới riêng biệt thứ 72 và trung đoàn dù 51 từ sư đoàn dù 106 vẫn đang thủ rất tốt tại nơi này. Có nghĩa là tại khu vực sườn phía dưới Bắc Mút, mặc dù đang giao tranh rất quyết liệt, nhưng cả hai bên vẫn chỉ đang giữ trạng thái giảng cỏ. Quan trọng nhất vào lúc này, đó là cánh phản công phía trên của lực lượng vũ trang Ukraine ở hồ Berkhika. Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ trong một số video trước đây tôi đã nói rằng những các lực lượng vũ trang của Nga đã chủ động rút lui sau hồ Berkhika để tạo thành một cái bẫy đợi chờ Ukraine phản công tới. Và điều tôi nói rõ ràng đã có các video chứng minh vào lúc đó. Theo những gì mà tôi biết vào một hai ngày hôm nay, đó là ở cánh phản công trên, Ukraine đang dồn rất nhiều nhân lực, tài lực và vật lực để cố gắng đẩy quân đội của Nga ra khỏi hồ Berkhika, bất chấp cả việc họ có bao nhiêu tổn thất đi nữa. Tuy nhiên vào lúc này phía Nga bất ngờ có một động thái lạ khi mà bọn họ được ra chỉ thị rút lui khỏi hồ Berkhika, lùi về phía Krasnohora Tôi xin nhắc lại là các lực lượng vũ trang của Nga tự chủ động rút lui, theo các báo cáo từ chính phía Ukraine cho biết. Phe thân Ukraine bảo những người Nga bỏ chạy cũng được. Mà phe thân Nga thì bảo bọn họ đang rút lui chiến thuật thì cũng hay Còn với tôi, căn cứ vào một chiến thắng có hai yếu tố Đó là vị trí chiến lược mà bên chiến thắng chiếm Và thứ hai, đó là số lượng tổn thất xe bên nào nhiều hơn Việc Ukraine chiếm được hồ Berkhika Theo tôi, đây chưa được tính là một vị trí chiến lược đối với bên tấn công Bởi vì nếu là một vị trí chiến lược Thì chắc chắn Nga sẽ không tự chủ động rút lui nhanh đến vậy Mà họ sẽ điều thêm quân để hỗ trợ cho nơi này Việc những người Nga rút quân về Krasnohora Theo tôi có hai lý do Thứ nhất, điều quan trọng là để họ giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất khi mà cánh phản công này của Ukraine đang dồn rất nhiều nhân lực, tài lực và khí lực ở đây. Điều thứ hai là họ đang muốn thiết kế một cái bẫy mới để đợi chờ cánh phản công của Ukraine phía trên vào đó. Ukraine phải chiếm Berkhika để làm gì? Để họ có đường đánh vào phía trên ở thành phố Bắc Mút. Nhưng hãy nhìn trên bản đồ, Ukraine từ Berkhika muốn đánh vào Bắc Mút. Họ sẽ phải đi qua một vùng đồng bằng rộng lớn. Nếu không cẩn thận, nơi này có khả năng sẽ là mồ chôn cho cánh phản công của Ukraine ở phía trên. Chắc hẳn các bạn đã xem rất nhiều video mà những người Nga cung cấp về việc Ukraine cắt cử quân đội di chuyển trên đồng bằng đã bị thảm trạng ra sao. Giờ đây ở khu vực Berkhovka này cũng đang y hệt như vậy. Muốn chiếm được lại bằng mút như lời chế độ kẹp tổ vẽ thì họ bắt buộc phải tấn công qua khu vực Iaine. Nhưng nếu họ đi qua khu vực này sẽ là mồi ngon cho các trinh sát UAV của Nga, bao gồm cả các lực lượng pháo binh từ Krasnohora, rồi cả từ lữ đoàn bộ binh cơ giới số 200 thuộc khu vực Vasilivka sẽ đánh úp sau lưng bọn họ. Cuối cùng, sự kết liễu có thể là pháo binh trong khu vực thành phố Bakhmut sẽ nhắm thẳng vào khu vực Yahine, nơi mà chế độ Kiev nếu muốn tiến đánh Bakhmut bắt buộc họ phải đi qua nơi đây được rồi tôi không phải nói về câu chuyện tương lai sẽ xảy ra cuộc chiến như thế này mà ngay từ thời điểm này cái bẫy của những người nga đã thể hiện rất rõ giờ đây nga liên tục sử dụng các uav trinh sát để tấn công lực lượng phản công của ukraine ở hồ berkika vậy nên tôi luôn muốn nói với các bạn rằng theo dõi tình hình chiến sự giữa nga và ukraine không phải cứ xem là ai hôm nay chiếm được nhiều lãnh thổ hơn sẽ là những người chiến thắng mà cần phải xem xét cả vị trí chiến lược và sự tổn thất của cả hai bên còn tất cả các bạn các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này Hãy bình luận ở phần bên dưới nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video sau.